Các nhật báo tư nhân đã xuất hiện tại Miến Điện nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn, tin từng ứng quảng. Lần đầu tiên trong nhiều thập niên, 4 nhật báo tư nhân ngày hôm qua đã được bài bán tại các sạp báo ở Miến Điện, tạo cơ hội cho người đọc biết được tin tức hàng ngày, không phải do chính phủ công bố. Tổng cộng 16 nhật báo của Miến Điện đã được cấp giấy phép, nhưng chỉ có 4 tờ báo được xuất bản. Các tờ báo khác tuy đã có được giấy phép, nhưng các cách thức về tài chính, máy móc nghèo nàn và thiếu phóng viên nên phần lớn các tờ báo này đã không thể ngay lập tức chuyển sang làm nhật báo. Các độc giả háo hức đã mua hết các ấn bản của 4 nhật báo ra vào ngày hôm qua ở mọi sạp báo tại thủ đô thương mại Ngưỡng Quảng. Tuy nhiên, các tờ báo khác như tờ báo của phong trào đối lập Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi hiện vẫn còn phải đối mặt với các rào cản chính trị trước khi được xuất bản. Tháng 8 năm ngoái, chính quyền đã ngừng kiểm duyệt các ấn bản tư nhân tại Miến Điện. 4 tháng sau đó, họ thông báo các kế hoạch cho phép xuất bản các nhật báo độc lập, vốn bị cấm từ năm 1964, để phù hợp với các quy định kiểm duyệt gắt gao của chính phủ.